Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu rau câu phô mai để bán trà sữa. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 4 cục phô mai đầu bò. Bây giờ ta đổ nước vào trong chảo. Ta bật bếp lên. Bây giờ ta lột phô mai, ta bỏ vào trong nước. Trong khi mình chờ đợi cho phô mai nó tan thì ta bắt đầu đổ một gói rau câu con cá dẻo ra cái tô này. Đây là gói rau câu con cá dẻo. Ta đổ ở đây 270g đường. Bắt đầu ta trộn đều lên. Bây giờ thì mình kiểm tra xem là cái nồi phô mai của mình đã tan hết chưa. Các bạn và các cháu nhớ là đừng có đun lửa cháy to nha. Các bạn các cháu đun lửa cháy nhỏ nhỏ thôi, không rồi nó cạn hết. Và nó cạn hết nó lại dính hết cái hành này. Nên mình đun lửa, mình đun lửa nhỏ thôi. Bây giờ ta rây qua cái rây này. Ta rây qua đây. Phô mai của mình đã tan hết rồi các bạn và các cháu ạ. Nếu nó chưa tan thì ta phải đổ vô ta đun lại. Nếu mà nó chưa tan thì ta phải đổ vô ta đun lại. Thì ta phải đổ vô ta đun lại. Đã tan hết rồi. Bây giờ ta rây qua cái rây này. Bây giờ ta đậy nắp lại. Bây giờ mình bắt cái nồi này lên. Mình đổ vào đây 1 lít nước. 1 lít nước tức là 1 ký nước các bạn ạ. Mình bật bếp lên. Trong thời gian mình chờ nước sôi thì ta quậy cái gói rau câu con cá dẻo với lại 2 lạng 7 đường cho thật đều. Các bạn và các cháu nhớ là phải quậy cho thật đều nhá. Nếu mà không đều thì khi mà nó vô nồi nó sẽ đóng cục. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ nồi nước ta sôi rồi. Ta bắt đầu đổ đường và rau câu vào. Ta trộn thật đều. Mình đổ từ từ vào thôi. Nồi rau câu của mình bắt đầu sôi, giờ mình canh 5 phút.
Mình canh sôi 5 phút là được. Cả nhà ơi, bây giờ nồi rau câu của ta đã sôi được 5 phút. Ta bắt đầu đổ một gói sữa tươi không đường vô cái nồi phô mai này. Giờ ta tắt bếp, ta đổ phô mai vào đây. Xong ta lấy gói sữa tươi này ta tráng nồi phô mai. Bạn và các cháu ơi, bây giờ ta quậy cái nồi phô mai cho thật đều. Ta quậy nồi rau câu phô mai thật đều. Mình bỏ một gói sữa tươi không đường cũng được, mà hai gói sữa tươi không đường cũng được. Tại vì mình không thích ăn sữa cho nên là mình bỏ một gói thôi. Các bạn có thể bỏ hai gói thì các bạn rút cái nước nấu rau câu lúc đầu đi. Đó, mình bỏ một gói rau câu phô mai thôi. À, một gói sữa tươi không đường thôi. Mình nói lộn. Bây giờ mình bắt đầu đổ ra cái khay này. Mình cân được 1,4 kg các bạn và các cháu ạ. Mình cân được 1,4 kg. Bây giờ bắt đầu ta để cho nguội. Ta đem quạt ta thổi cho nguội. Bây giờ thì mình đã nấu xong một khay rau câu tôm cá dẻo. Bây giờ ta bắt đầu xắt ra. Thank you.
bạn và các cháu ơi, đây là rau câu con cá dẻo mình đã nấu xong rồi. Cái rau câu này để mình bán với trà sữa. Mình nấu hơi đặc, tại vì lần đầu tiên mình nấu mình cũng chưa canh được nước. Mình nấu còn có 1,4 kg. Các bạn và các cháu nếu mà nấu bán, người ta nấu khoảng 1,7 kg, 1,8 kg là vừa. Mình nấu lần đầu tiên mình nấu hơi đặc, mình nấu chỉ được 1,4 kg thôi. Các bạn và các cháu thân mến, đáng lẽ hôm nay là mình chưa có lên cái clip này đâu, nhưng vì tại có một cháu nói rằng bạn con rất hoàn cảnh, mẹ bạn con bị đau nằm liệt, bạn con phải đi bán trà sữa, mở quán trà sữa để nuôi mẹ, muốn nhờ cô hướng dẫn để giúp đỡ cho bạn con, cho nên cô hôm nay cô đi mua cái gói rau câu con cá dẻo. Cô về cô nấu, mà đây là lần đầu tiên cô nấu rau câu con cá dẻo, cho nên là mình cũng chưa có kinh nghiệm được, thì mình nấu hơi đặc. Các bạn và các cháu nấu thì nấu khoảng ký 7, ký 8 là vừa. Làm xong rồi cái lên 7, ký 7, ký 8 là vừa. Và các bạn và các cháu nếu muốn nấu trà sữa bán thì ta mua là gói trà đen. Gói trà đen với lại trà số 9. Trà đen là nó không có hiệu, mà trà số 9 có hiệu. Trà số 9 hiện nay mình bán 55.000 một gói, còn trà đen á là 58.000 một gói, 58.000 một gói. Chứ nếu các bạn và các cháu mua trà líp tông thì bán không có lời đâu. Trà líp tông chỉ là mình mua về mình uống chơi vậy thôi. Còn mình bán mình phải mua trà đen và trà số 9. Còn mình mua sữa Indo về mình pha mình bán. Còn đây mình nấu là một gói rau câu con cá dẻo 5.000, 2 lạng 7 đường, 1 lít nước đổ vô để nấu rau câu. Tổng cộng lên cân được 1,4 kg, nhưng mà hơi đặc. Các bạn và các cháu nấu thì nấu 1,7 kg, 1,8 kg là vừa. Và mình cũng xin nói với các bạn và các cháu là như vậy. Nếu các bạn và các cháu nấu để kinh doanh bán trà sữa thì ta nên mua sữa 1 lít. Sữa 1 lít mình nấu 2 gói là 1 lít rưỡi sữa. Còn tự vì mình đó là mình không ăn sữa được, vì mình bị mỡ máu, mình không, bác sĩ không cho uống sữa, cho nên mình nấu ít thôi. Còn các cháu nấu hay các bạn nấu mà để bán là các cháu nấu 2 gói 1 lít rưỡi sữa. Sữa không đường. Sữa có đường cũng được, nhưng nếu mà ta nấu sữa có đường thì ta rút đường này đi. Là 1 lít rưỡi sữa là cái chai 1 lít á. Cái chai mà một thùng 12 chai 1 lít rưỡi sữa, 2 gói 1 lít rưỡi sữa, mà 4 gói là 3 lít sữa thì cái sữa đó nó mới lợi được. Còn cái sữa này thì nó rất là hao. Nhưng mà mình nấu ít thì mình nấu sữa này. Với lại mình không được phép uống sữa nhiều, cho nên là mình chỉ cho 1 gói sữa thôi. Chứ còn đúng ra là 2 gói cho 3 lít sữa. 3 lít sữa là tới 1.500 ml. Và các bạn và các cháu, khi mà ta nấu phô mai ấy, thì ta để lửa nhỏ thôi, ta đừng có để lửa to. Để lửa to này thì nó sẽ cháy chung quanh cái viền này, nó khô cái viền này. Ta để lửa nó sôi riu thôi. Khi ta bỏ phô mai vô, ta bỏ nên bỏ vào cái chảo thì nó không có bị cháy ở trên này. Ta bỏ vào cái chảo, nó bè bè, nó không bị cháy ở trên này. Ta đổ nước vào, ta nấu lửa riu thôi. Khi ta rây lại, nếu mà còn phô mai thì ta phải nấu lại. Khi nào hết, tan hết thì ta mới thôi. Chứ còn phô mai lại thì cái cục phô mai nó không có đều, nó sẽ bị mặn mặn. Từ khi mình làm video đến giờ thì mình rất là vui, tự vì quen biết được nhiều các bạn, các cháu, và mình đã giúp được nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn. Mình rất vui. Vậy là cái rau câu con cá dẻo của ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.